Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube U Vang Mừng Trời Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U Vang Mừng Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và nhiều sự kiện khác theo yêu cầu của quý tân khách. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
quý ông bà quý của bác anh chị trân trọng và kính mến đã và đang hiện diện trên sân khấu này lúc này đây, đã đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi, chủ nhân của bữa tiệc thần gia đại cát trong buổi trưa ngày hôm nay, anh Lò Văn Tuấn, chị Lò Thị Anh cùng với con cháu và các anh trai chị gái. Quý ông bà, quý bác, anh chị trân trọng và kính mến. Trong cuộc đời của mỗi con người có hai điều chúng ta mong muốn được hoàn thành, đó là lập gia đình và xây dựng cho mình được ngôi nhà, một tổ ấm thời trang và hạnh phúc. Cũng như gia chủ của chúng tôi, anh Lò Văn Tuấn, chị Lò Thị Anh cũng nỗ lực không ngừng mệt mỏi và tích góp được một khối tài sản và xây dựng cho mình được một ngôi nhà khang trang như mong muốn. Anh chị đã tích góp được một khối tài sản và nhờ sự góp công góp sức của cả gia đình cũng như bàn tay khéo léo của các bác thợ mà ngày hôm nay đây, ngôi nhà đã được hoàn thành và trở nên khang trang tuyệt vời như ngày hôm nay. Được sự nhất trí đồng thuận của cả gia đình cũng như chính quyền địa phương sở tại, ngày hôm nay đây, gia đình hạnh phúc của chúng tôi đã chọn được ngày lành tháng tốt, ngày 4 tháng 2 năm 2024, tức ngày 25 tháng 12 năm Quý Mão, long trọng tổ chức lễ mừng tân gia đại cát. Lễ mừng tân gia đại cát của gia chủ Lò Văn Tuấn, Lò Thị Anh xin được chính thức bắt đầu. Quý vị cho một tràng pháo tay thật là lớn để chúc mừng cho đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó chính là xin được kính chúc cho đại gia chủ vạn sự như ý, một năm mới an khang thịnh vượng. Giờ kính thưa quý vị khách quý, quý ông bà, quý cô bác, anh chị trân trọng và kính mến, trong ngày vui ngày hạnh phúc của hai em ngày hôm nay thì có anh Đôi Bánh sẽ gửi lời phát biểu cũng như những lời cảm ơn gửi tới cho gia đình cũng như những lời cảm ơn để gửi tới quý vị khách quý đã bước chút thời gian vàng ngọc của mình cùng nhau trở về đây để cùng nhau chúc mừng thật ra đại cát cho gia chủ chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời anh Đôi Bánh. Quán chào phải vô rồi hai mini rồi hết nồng nồng sầu bỏ lại hết mừng trời sau khác là hết là giải phóng Điện Biên, nhà đại đoàn kết kỷ niệm 70 năm giải phóng Điện Biên, xin lo khách khỏi lo được ba trời lại ơn phát tặng nà chưa sườn khổng ý ai mà đi còn cho chứ to làn cửa sổ tặng banh sân trường khổng mẫn tặng na sang phà tặng nằm băng sầy nộp nhớ cô dương lúc bến cổng ngà mày tặng bỏ hồng hương cô dương bần môn chung đào đầy mú cô dương bánh cá bừa sống chủ tặng bỏ non xuân sổ tặng đủ nhinh trai ảo à ý ai lung phà tham kháo lạ là nòi ngang ép chân sàn chủ hương mang sáng bàn chục po nò bòm tên cả ải cánh nòng nhăn rú nơ lì lò qua trước bà mẹ pì nồng bản cuộc hạc bay người nò sáng chưa sườn ý ai Lo Văn Tuấn cơ bà Lo Thị Anh cơ bà mờ nò có nước dây kín có bản có khuấn té mử ngang trầu dân phát kiều trắng lâm kín ngay dân té tà té nai khá long phổng hờ luôn dệt hay tè bất dàn sằng mất tứ phá ca luôn dệt na bất dàn sằng mất tứ phá bằng nà can tứ phá bằng trắng muôn trời thôn tứ phá mon ngang muôn trời xìa nhà là nhung rưỡi dân bỏ băng bàn dàn phụt đốt ma luồng trắng phản hạp liên tiểu hà lăng hồm hầu hồm hủ tặng bảo bi dền tệ na su mơi phủ miết dườn tiếng cằn ọp ỏi báu tính là hồm nòi mưa bộc ẩu ngay phủ miết ổ quát nòi nắm nìa phủ miết tô sú cằn xiềng sưng vườn tròi trắng tàn lầy quát nòi quát ổ nắm nìa tệ na su mơi phủ miết trắng lầy trùng tỏ cằn tánh hương là rào và cật công tràng lò há bi khổng sủ trương báu lù cật hài dò rú tìm mưa hâu na ăn và không chờ dườn phải mưa dệt ọ trắng sắc nà dệt dườn khổ khó há mi chưa bàn trang sắc hàng hay na sườn quàng trang dệt nòng trắng ế lại ba trang dệt na trắng ế lại cầu chầu trắng dườn trắng hằng mi hồng trang hồng ngâm trắng lẩy ngân phó cằm trang hồng căm trắng lẩy căm phó sủ với trang lẩy ngân bị lón sự ẩu cảnh sai cả thầy lẩy ngân bỏ lành bỏ lai sự ẩu lách lai ngòi ngạch
chăn hân mà hân làng sùng tệ na mơi mới đi chẳng hà lấy mời đi bên chăn mưa sân chất chẽ vì chân bẩn mà chẳng là hạ khẩn mà non nhưng là con khẩn mà rú nhưng mấy khẩu đi ngay mất rú lại ải lấy nồng tinh cá lấy phường phụ bình đông bình tà đáng phường đáng mương cỏ tàu phụ bên chào vì nồng mang buồn mương trong bùn cơ bàn bắt nọ ba lần phát xúc khỏi cái lệ sò tặng nạ chưa sường không ai ý mới đi sò cảm ơn tinh lại của mẹ vì nồng áo cần váy địa vang càn ba xìa bịa bản bịa mương báu trà ba xìa bịa hay bịa na báu ổ hay cả báu bài quay cả báu điện mất tùng ma tôm mất trong phúc trong bùn trong mương hân mãng làng sùng không ý ai mới đi đu làn cả bước mít sằng ửn xưa sò chắc mang hở tinh lại của mẹ vì nồng phở cửa hào hẳn mẩn dưng xiềng sang bờ sờ sang nhọt bên nách nằm phản lôm hơi đu tàu đu làn mi bón sằng ỉnh kinh phần lấy kinh lầu vầm mũ lấy kịp thú huầm ban tư đương mở đu tàu đu làn cây sò chắc mang hở tinh lại của mẹ vì nồng phở cửa hào hẳn mẩn dưng như mi sằng quan trở khổng muống mẩn dưng lấy tuổi hỏi sao bì hào hẳn đã tinh lại của mẹ vì nồng bận cuống hạt banh na trọng kính mời anh Sương bước lên sân khấu chính. Trân trọng kính mời anh Yên cũng bước lên sân khấu chính. Trân trọng kính mời anh Nghiệp bước lên sân khấu chính. Và xin trân trọng kính mời nhà quay phim của chúng ta Camila Anh Nhàn và Camila Văn Ngân cũng bước lên sân khấu chính để tặng cho đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi những món quà thật là tuyệt vời, thật là ý nghĩa trong ngày vui. Chúc mừng tân gia đại cát sự gia chủ chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, quà thật là tuyệt vời, thật là ý nghĩa quý vị ơi. Chúc mừng gia đình hạnh phúc của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay nhá. Vâng, xin cảm ơn những món quà thật tuyệt vời của các anh rất là nhiều. Quả đúng thật là những tấm lòng vàng thật là tuyệt vời, thật là ý nghĩa, rất quan tâm tới đại gia đình hạnh phúc của tôi. Xin cảm ơn những món quà thật tuyệt vời của các anh và hay nguồn tài trợ của nhà quay phim Anh Nhàn và Văn Ngân chúng ta rất là nhiều. Mong rằng từ nay về sau sẽ có những nguồn tài trợ, những đóng góp bằng tất cả những tình cảm yêu thương nhất, có ý nghĩa về cả mặt vật chất lẫn tinh thần để dành tặng cho các anh các chị.